Hello everybody, welcome to Help VKT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Help VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game theo yêu cầu của rất nhiều bạn ha. Mà hình như là mấy tháng nay rồi á, tháng mấy hai tháng nay rồi Help không có kiếm cái con này. Đó là con này hiện tại thì admin để tên nó là Chu Tiên Kiếm 3D hả? Tên gốc của nó là cái gì Heo không nhớ nữa. Đấy, phiên bản Việt hóa và hình như là free khá nhiều. Hồi nãy thì Heo thấy được em nói thì Heo tải vào quẩy luôn chứ chưa có coi thông tin nữa. Đấy, cái con này nè, đây, con thiên ngâm này nè. Đó, có một cái lời, có một cái khó hiểu ở con đó. Đó là lúc mà chào em nó thì chúng ta sẽ thấy xung quanh là màu nâu nè, màu hồng nè ha. Đó, nhưng mà em nó đáp xuống thì chúng ta còn thấy đâu đó phản phất màu xanh nữa ha. Đó, không biết là nhà sản xuất cố tình hay là sao, không biết. Thì anh em nào muốn thì có thể coi lại cái khúc mà em nó đáp xuống ha. Mà game này thì Heo chỉ thích chơi con vọng hư là chính. Con vọng hư này được cái đồ họa nó đẹp anh em, kỹ năng nó đẹp, skill nó cũng đẹp, nói chung là rất đẹp. Ok, rồi đầu vô thì nó chạy cập nhật có tí rồi nha anh em. Chúng ta không phải cần phải cập nhật xong rồi hot ra này nọ ha. Còn nếu mà nó bị lắc này nọ thì anh em có thể cập nhật và chờ tí rồi hót ra cũng được. Đó thì tùy thôi. Rồi đầu vô thì chúng ta sẽ có luôn 10 triệu kim nguyên bảo khóa, 1 triệu kim nguyên bảo thường ha anh em. Ok man, đầu vô thấy huy về là ngon rồi đó. Chưa biết là trên quái đồ nó có ra gì hay không thì chưa biết. Nhưng mà thấy huy ok á. Và level chạy khá nhanh ha. Mới đây lên level 36 rồi anh em. Rồi để game nó tự chạy ha. Game này nó có thể tự chạy nhiệm vụ được. Nên là chúng ta đến với thông tin server cái nha. Đù, rớt một đường kim nguyên bảo nè. Nào, ok, thấy được rồi đó. Ok, để nó đi, tí quay lại. Đây, Chu Tiên Kiếm 3D ha. Đó, chính thức open X10, 10 giờ ngày 28 tháng 5 2022. Tỷ lệ 10.000 bằng 10.000 xu tích nạp cộng 40.000 xu web shop. Tỷ lệ đã khuyến mãi tân hữu S10 đây code nè ha. Quy hệ nạp 200.000 kim nguyên bảo nhân 60 bằng 12 triệu kim nguyên bảo hơn. Quy VIP 15, lưu ý ăn code chờ 5 đến 10 phút có hư, nhận hư vô túi ăn thẻ nạp kim nguyên bảo lên VIP. Event live share, đây quà live share một set 8 món đồ long trung cực VIP. Top nạp X1 bắt đầu từ X10, bắt đầu từ 10 giờ ngày 28 tháng 5, kết thúc vào 0 giờ ngày 5 tháng 6 ha. Top 1 10 món Chu Tiên Hồng. Top 2 7 món Chu Tiên Hồng. Top 3 4 món Chu Tiên Hồng ha. Top nạp top 1 10 món Tiên Duyên 999 nhân 6 cộng 815 mảnh nè. Đó. Top 2 top 3 lưu ý top sẽ tự động gửi về hư cho các tiên nhân sau ngày chốt. À, chốt xong thì gửi về luôn ha. Đây, để lượng có code đồ này nọ không ta. Đây, code vậy là có code tân hữu và code code like xe ha. Quà tặng hỗ trợ gì đây, khoanh cứng đồ nè ha. Ở đây không thấy code ngày, vậy là hình như là bản này nó không có code ngày ha. Chúng ta kéo lên vậy đây. Ok, sự kiện số 1 xe nhận quà đàm đầy đủ, nhận 5 nộ diễm kỳ lân
À đây nụ dịp kỳ lân đây này hả? À có nhiều event live share, nhiệm vụ hàng tuần, event hàng ngày rồi này nọ nhận quà hả? Ok. Rồi nó chạy lên level 60 thì chúng ta sẽ mở được cái tân thủ hả? Đây tân thủ thì nhận gì? À nhận đồ bình thường thôi. Ok. Rồi đây fit code. Ta nhập fit code X10. À heo đang ở theo bờ 9, vậy là chắc X9 rồi. Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để cho nó chạy nhiệm vụ tân thủ và heo sẽ đi đến đi nhắn tin admin xin code like xe ha. Không biết admin có online không đây. Ok ok anh em, để heo tí nào. Đây 6 màu thời gian heo quăng đó ở đây và đi xin code thì cũng xin xong rồi hả? Và ở đây chúng ta treo hồi nãy giờ được một đống luôn hả? Phải không? Hồi nãy giờ chưa có nhận án mà đúng không ta? Đúng. Wow 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 wow. Oh man. Oh, chúng ta treo hồi nãy giờ mở được cũng 8 bạn kim nguyên bảo nữa ta. Nào. Được kim nguyên bảo không khóa luôn. Nè được nữa nè. Ui. Phiên bản hôm. Quá trời luôn nè anh em. Code này nãy heo nhập cái code like xe với lại xin code ngày hôm nay với lại code tân hữu code like xe đồ cái kiểu luôn rồi hả? Gì à? Nội đâu kích xác tao lẹ dữ vậy ta? Ủa? Ai vậy? Ai lẹ dữ vậy? Ủa men, đang đi chơi long nhâm thì bị kích xác rồi anh em. Đậu phụ. Ok, đó kim nguyên bảo chúng ta được đây là 2, 4, 6 hả? Đủ 6 viên nữa ta. Ủa lộn, 2 triệu mà chúng ta được ok, để ăn hết đi rồi biết nó được bao nhiêu à. Chứ là thấy được hơi nhiều á. Ồ, được 30 mấy triệu dữ vậy ta. Hồi nãy chúng ta chỉ có 10 triệu, ở lộn, có 1 triệu à anh em. Ủa giờ ra 45 triệu mà giờ còn nữa kìa. Ủa? Ủa men. Wow, quà tân hữu được nhiều gì vậy? Đúng rồi, cái này là quà tân hữu hay gì á. Ủa hồi nãy admin có viết lộn không ta? Cái này gần cả 100 triệu chứ có phải ít đâu. Oh men, 60 viên là 120. Rồi cái này admin viết thiếu rồi hả? Đúng rồi, chúng ta là được hẳn là 120 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Nào admin lại viết thiếu rồi. Ta ủa sao kỳ vậy ta? Sao giờ lên nhiều dữ ta? Thật ra là game phi tới tận 120 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Wow. Ok, được nhiều thế thì mình chen có nghĩa lý gì nữa. Ok man. Rồi tư chất tọ kỳ đan. Rồi đây chúng ta có cái túi trang bị nè. 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, 7 món, 8 món. Ok, ngon đấy, ngon đấy. Ồ heo xin luôn cái code hôm nay luôn nha anh em. Cái code code ngày hôm nay là cái code cái con này nè. Đó, nộ diệm kỳ lân. Nào, ok man. Chúng ta có con kỳ lân chúng ta xài luôn ha. Không có hư nữa nè, hư gì vậy ta? À hư của nhà phát hành hồi nãy mình ăn đó mà. Ờ ăn 60 túi mà giật mỏi tay luôn. Lười quá, để đó đi. Ở đây chúng ta full quà nạp cái kiểu hả?
Quà nạp thì chắc không cần phải nói rồi, được full rồi. Chứ đây nạp ngay nè ha, tích nạp nè, đó, lụm luôn, đủ có nhiều dữ ta. Rồi ở đây nạp nè, rất nhiều quà nạp luôn. Rồi VIP nữa chứ, VIP thì chúng ta max VIP 15 nha anh em. Game vô cho gần như full rồi còn gì nữa ta. Chỉ còn lại là chúng ta chỉ vào nhập code, mở kim nguyên bảo, treo và quẩy thôi, chỉ còn gì nữa đâu. Quá ngon, quá ngon. Ok man. Ồ, từ khi nào? Ủa, à vậy là chắc trong quà tích nạp anh em, chúng ta có một con rồng xương hả? Này, à chúng ta có thể chuyển sinh ở đây nè, quên rồi chứ. Trời ơi, chết thiệt. Chúng ta có thể chuyển sinh luôn rồi nè. Ôi nhanh thiệt ta, cái bản này được ấy, được ấy. Bạn này heo thấy hôm nè anh em, chúng ta có thể chuyển sinh luôn rồi, nhanh dữ. Ơ nhưng mà rồi lấy cái gì chúng ta chuyển sinh vậy, đúng không anh em? Khoan, mày nằm đây đi. À, đâu có cái đây đây đây, nhận hưởng nha. Đó, ok ok. Rồi, đó, được 3 viên. Ok, mở được shop rồi. Nào, đang phá hư. Nó nằm bên kim nguyên bảo khóa. À, đang phá hư. Mua 100 viên. Rồi, chuyển sinh tiếp. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái gì đó. Tùy anh em. Ok, lên chuyển sinh 2 hả? Đó, ồ, có ông nào đang làm lễ gì kìa? Hội viên gì nè, mua luôn. Rồi, thôi, lễ gì nè, mua luôn. Rồi lễ hội gì nè, cái nào bán, người ta bán mà mình mua được thì mình cứ mua hả? Rồi, shop, đấu trường, ok, vô shop coi nè. Shop thiên sứ này, shop kim nguyên bảo hường nè, ủ hộ. À đó là đây, đây mới shop kim nguyên bảo hường nè. À không bán gì hết ta. Đây có đang phá hư nè, vé phó bản ngay xếp, rương mở vọng tối, đổi tên. Có bán tỳ tẩy các kiểu rồi. Ok, đủ loại trong này. Cần cái gì thì lên trên này mua thôi. Đó, lâu rồi chúng ta không chơi mấy con như vậy hả? Thì theo yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay chúng ta đến với con Chu Tiên Kiếm 3D trên nền của con game gì quên mạ nó coi. Nhưng mà phiên bản cực thơm ha. Trên full kim nguyên bảo hường, full kim nguyên bảo khóa. Đó, rồi đầu vô không phải là 12 triệu mà chúng ta thấy là nhập code vô chúng ta được 120 triệu kim nguyên bảo hơn VIP 15. Không biết là có sai lầm gì ở đây hay là tại vì đang ở server cũ không biết. Đó. Thì anh em nào có chơi thì tải về, link theo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Ok. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đó, con rồng nè. Trời ơi. Đẹp ghê chưa? Đó. Đó, và server Open S10 vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 5 nha anh em. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ủa, ông nào đang đấu giá mấy con pet hả? Mua liền. Mua được không? Trời ơi, bán rất nhiều luôn, sách kỹ năng HP đồ nè. Trời ơi, cái này kiếm nguyên bảo tôi có nhiều mà. Trời ơi, bét cùng kỳ đồ này nọ.
Ok, thôi để heo tìm hiểu thêm cái này đây. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.